Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là tài khoản tôi đánh chỉ có vài đô mà sau đánh từ ngày 30 tháng 11 cho đến nay là cho đến ngày hôm qua là ngày 13 tháng 12 thì trong vòng chưa đầy 10 ngày. Đây, ngày bắt đầu tôi nạp tiền là ngày này đây. Thì đây, chia sẻ để cho cộng đồng và cùng nhà đầu tư cùng theo dõi. Chúng ta khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex, chúng ta cần phải biết rõ đây là toàn bộ lịch sử giao dịch của tài khoản này được tôi chia sẻ ra bên ngoài và gì nhỉ? Có nhiều lệnh tôi đánh, tôi cũng có sâu ra bên ngoài. Và đến ngày hôm qua thì tôi đã chính thức rút về đây, rút tiền ra gần 1.000 đô ở trên thị trường. Và tôi sẽ xuất full lịch sử giao dịch ra để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn tham gia vào thị trường, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá. Đây là Trần Quốc Minh nha, Minh Trần Quốc nha. Số tài khoản đây có đúng không? Đó, đúng không? Đó, đây toàn bộ lịch sử giao dịch nha. Đó, các bạn có thể thấy rõ khi chúng ta xem xét, chúng ta đánh giá, chúng ta nhìn nhận về bất kỳ một ai trên thị trường, chúng ta phải xem được rõ lịch sử giao dịch, không còn vướng bất kỳ một lệnh nào ở trên thị trường. Và nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và cần phải thấy rõ được những giá trị vận dụng, áp dụng thực tiễn vào trong thị trường. Chúng ta cần phải là những người kiểm chứng về bất kỳ một giá trị chia sẻ nào trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu như bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex, bản thân chính các bạn không chịu kiểm chứng về lịch sử giao dịch mà đã vội lao vào trong thị trường thì trả giá đó là điều hiển nhiên mà các bạn sẽ phải là người lĩnh chịu khi tham gia trải nghiệm ở trên thị trường. Giao dịch được thì dẫn chứng được, giao dịch không được sẽ không có dẫn chứng giá trị thực tiễn ở trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Đó, thì tôi xuất full lịch sử giao dịch để cho nhà đầu tư cùng theo dõi. Có những lúc thì tôi đánh, có những cái đoạn mà tôi đánh đến khoảng tầm gần 500 đô. Thì sau đó trong vòng một buổi tối thì mà tôi đi xem nghe nhạc cùng các anh em thì đánh về chỉ còn có 19 đô. Và trong chưa đầy một tiếng đồng hồ thì tôi cứu lại toàn bộ là khoảng gần 500 đô và sau đó đánh tiếp lên. Đó cái hôm mà đi cùng các anh em nè. Thấy chưa? Đây là lịch sử giao dịch. Thấy xuất chưa? Vừa rồi em xuất đấy nha. Thì khi mà nhà chúng ta theo dõi, chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá về bất kỳ một ai ở trên thị trường, chúng ta cần phải xem xét được điều này và chúng ta cần phải nhìn được vào trong lịch sử giao dịch của bất kỳ một người nào đang chia sẻ cho chúng ta ở trên thị trường không có chuyện. Chúng ta nghe bọn chúng phán kèo hay đọc lệnh ở trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Đây nha, không có vướng bất kỳ một lệnh nào và nhà đã được rút hết tiền ra. Lịch sử giao dịch chính là thước đo giá trị của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được hoặc không thì toàn bộ lịch sử giao dịch sẽ phản ánh toàn bộ giá trị đó ở trên thị trường để chúng ta kiểm chứng. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Cả một chặng đường dài chính là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi hay chính bản thân các bạn cần phải kiểm chứng cho bất kỳ một giá trị nào trên thị trường giao dịch Forex này. Nếu mà gì nhờ người đó chia sẻ mà chỉ bán lệnh, tư vấn chiến lược, dùng TradingView để phân tích, đưa ra xu hướng, rồi đưa lên giao dịch mà không chịu xuất lịch sử giao dịch, thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợ ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Tôi chia sẻ và chứng minh, dẫn chứng bằng thực tế cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng nhìn nhận. Vài ba đô cũng có thể đánh lên được hàng nghìn đô. Các bạn cần phải hiểu rõ, nó phụ thuộc vào kỹ năng và năng lực, kinh nghiệm của bản thân các bạn. Rồi, có một số bạn inbox cho tôi kêu là nhờ có 200 đô thì nhờ tôi đánh lên, tôi không có rảnh trong vấn đề đấy nha. Rồi, các bạn cần phải hiểu rõ, tôi đánh thì tôi đánh cho bản thân tôi đánh được thì tôi cần gì phải ủy thác cho bất kỳ một ai. Các bạn cần phải hiểu rõ điều này. Người giao dịch được thì họ chẳng bao giờ họ cần, họ phải ra bên ngoài để họ ủy thác hoặc là nhờ họ nhận tài khoản của bất kỳ một ai ở trên thị trường giao dịch Forex này để họ đánh hoặc là nhờ họ cầm để mà họ ăn chia gì hết. Bởi vì các bạn cần phải hiểu rằng khi mà gì nhờ chúng ta giao dịch được thì đó chính là giá trị để cho chúng ta nhìn nhận, đó chính là giá trị để chúng ta kiếm được ra tiền. Tốc độ kiếm được tiền nhiều hay không nó phụ thuộc vào kỹ năng giao dịch của chính bản thân các bạn, chứ nó không phụ thuộc vào số tiền của các bạn đang có. Các bạn không giao dịch được thì tiền nhỏ cũng mất, mà tiền lớn thì cũng đi. Tiền nhỏ thì đi nhanh, mà tiền lớn có khi còn đi nhanh hơn cả tiền nhỏ.
các bạn cần phải hiểu rõ. Bởi vì trên thị trường về đầu tư Forex này, đây là những giá trị thực tiễn mà bản thân người đứng ra giao dịch họ cần phải vận dụng, họ cần phải hiểu và họ cần phải có kinh nghiệm giao dịch thực tế ở trên thị trường. Thì có như vậy họ mới có thể đánh giá và họ có thể kiểm soát được tất cả mọi giá trị ở trên thị trường. Khi mà bản thân chính các bạn không giao dịch được, các bạn còn phải đi nhờ người này, người nọ, các bạn còn phải đi phụ thuộc vào tư vấn thế này hay tư vấn thế kia, rồi các bạn còn đợi lệnh thế nọ hay thế trai trên thị trường, thì tử nạn là con đường tất yếu của chính bản thân các bạn mà thôi. Tại sao bên ngoài trên thị trường về đầu tư Forex, chúng nó không chịu giao dịch thực tế, mà chúng nó chỉ sâu hình chụp, chúng nó không bao giờ dám xuất lịch sử giao dịch, mà chúng nó chỉ đưa ra những nhận định và những phân tích bịp bợm ở trên thị trường. Bởi vì có giao dịch được đâu để mà dẫn chứng, có giao dịch được đâu để mà chứng minh, có giao dịch được đâu để mà gì nhỉ, chia sẻ, để mà cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận vấn đề này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải biết. Tôi giao dịch từ tài khoản nhỏ cho đến tài khoản lớn, tôi dẫn chứng, chứng minh từ tài khoản nhỏ cho đến tài khoản lớn, và cả quá trình cứu tài khoản đều chia sẻ và quay trực tiếp để chia sẻ cả cộng đồng. Đây là điều mà nhà đầu tư có thể thấy rõ. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, và nhà đầu tư có thể thấy rõ. Chỉ vài ba đô giao dịch từ ngày 30 tháng 11 nha, cho đến ngày 13 là tính ra chỉ có chưa đến 10 ngày. Đó, lợi nhuận cao không? Đó, nhưng có những lúc đánh sụt giảm cho anh em xem. Đấy, toàn bộ lịch sử giao dịch là có anh em ở đây xem chứng kiến hết. Hình như Hào là xem tài khoản này là tài khoản thứ hai đánh vài đô lên đúng không? Hiểu lắm ạ. Đó, ok. Đó, thì đấy, tôi chia sẻ cho cộng đồng và nhà đầu tư đã rút toàn bộ tiền mang về. Ok, xin chào anh em. Hôm nay